Nhưng các bạn phải nhớ một điều thế này này, không thể tự sử dụng được mà các bạn phải đi khám, phải có chẩn đoán và có điều trị do các bác sĩ đông y có kinh nghiệm. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Bạn hỏi bác sĩ trả lời của phòng khám đông y Tuệ Y Đường, và mình là bác sĩ Quỳnh Như. Ở video hôm trước, phòng khám đã gửi đến các bạn vấn đề sức khỏe sinh sản có mối liên hệ như thế nào đối với hệ thống nội tiết của tuyến thượng thận. Và hôm nay, phòng khám tiếp tục mời đến thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Nhật Minh, giám đốc chuyên môn của phòng khám, sẽ chia sẻ đến các bạn các vị thuốc đông y cũng như các vị dược liệu có tác dụng tốt đối với sức khỏe sinh sản. Em chào thầy ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ thưa thầy, trong đông y chúng ta thì có rất nhiều các vị thuốc có tác dụng tốt đối với sức khỏe sinh sản. Vậy thì thầy có thể chia sẻ cho các bạn khán thính giả được biết các vị thuốc này là những vị thuốc nào được không ạ? À vâng, cảm ơn chị. Thì trong đông y của chúng tôi ấy, thì chúng ta biết là cái vai trò tạng thận là cực kỳ quan trọng. Nó giữ một cái vai trò mà như chúng ta biết là chủ về phát dục, về sinh dục, rồi tàng tinh, cố tinh. Tức là tốt nghĩa tất cả những cái hoạt động về mặt sức khỏe sinh sản của người trưởng thành đều liên quan rất chặt chẽ đến cái sức khỏe của tạng thận. Khi mà tạng thận có vấn đề bị tổn thương thì đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề rối loạn xuất tinh, rồi là vấn đề rối loạn cương dương, và xa nữa là có thể dẫn đến suy nhược sinh dục, liệt dương và vô sinh. Thế thì trong y học cổ truyền của chúng tôi thì có rất nhiều các cái vị thuốc bổ thận, cố tinh, nạp khí để giúp cho thận nó khỏe lên. Thì xung quanh chúng ta thì có rất nhiều các cái dược liệu. Có dược liệu có thể ở phía Bắc như ở Trung Quốc và dược liệu ở phía Nam. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một số cái dược liệu mà chúng ta phải dùng để nhập ở phương Bắc, và một số dược liệu đó cũng có thể di thực vào Việt Nam rồi. Thì cái vị thuốc đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là vị lộc nhung. Thì cái vị thuốc lộc nhung này thì nó cũng là cái vị thuốc là chúng ta cũng rất dễ kiếm thôi. Nó là sừng non của hiêu lai. Thì nó phát triển vào mùa xuân, mềm và bên ngoài phủ một lớp lông, sau đó phát triển đến mùa hạ thì nó thành gạc, và mùa thu đông thì nó rụng. Thì đây là một cái vị thuốc mà chúng tôi dùng rất nhiều, tính vị của nó là ngọt ấm và vào thận, vào tâm và tâm bào, có cái tác dụng chữa đặc biệt là di tinh và liệt dương, và thứ hai nữa là bổ huyết. Thêm một cái sản phẩm mà trong cái lộc nhung của chúng tôi rất hay dùng ấy, đấy chính là cao văn long nấu thành cao từ sừng hiêu. Thì cái cao văn long này có cái giá trị rất tốt chữa những trường hợp huyết hư di tinh, rất là tuyệt vời. Cái vị thứ hai cũng là cái vị mà chúng ta cũng gặp rất nhiều trong các cái đơn thuốc mà các thầy thuốc đông y rất hay cho để điều trị những cái chứng vô sinh, suy nhược sinh dục, đó là bạc kích thiên, hay mà đông y chúng ta gọi là cây ruột gà đấy. Thì cái bạc kích thiên này thì xin báo cáo các bạn là chúng ta dùng dễ, phơi khô thì chúng ta dùng rất đơn giản thôi, chúng ta có thể sao lên hoặc chúng ta tẩm với muối. Thì cái bạc kích này ấy, thì xin báo cáo với các bạn một cái vị thuốc mà có thể nói là một cái thuốc rất đặc hiệu, đặc biệt là rối loạn xuất tinh, rồi rối loạn cương dương. Thứ hai là nó làm mạnh khỏe gân cốt, cường tráng. Đây là một cái vị thuốc rất là quý. Chúng ta có thể dùng dạng thuốc sắc, thuốc cao hoặc là ngâm rượu. Cái vị thuốc thứ ba mà muốn chia sẻ với các bạn chúng ta cũng dùng rất nhiều, đó chính là cái hạt của cây dây tơ hồng vàng. Thì chúng ta biết có hai loại dây tơ hồng vàng, dây tơ hồng xanh. Thì dây tơ hồng vàng là chúng ta dùng rất nhiều. Thì dùng hạt để phơi và sấy khô. Thì nghiên cứu trên đông y thì chúng tôi thấy là cái tính vị của nó cũng là cay, ngọt và bình, và nó cũng vào can thận. Đặc hiệu của nó là chữa những trường hợp di tinh và đái dầm rất là tốt. Thế thì chúng tôi cũng rất hay sử dụng cái sản phẩm này trong điều trị, là một cái vị thuốc cuối cùng mà muốn chia sẻ với các bạn mà hiện nay là chúng ta là hoàn toàn phải nhập đấy, đó chính là đỗ trọng bắc. Chúng ta không dùng đỗ trọng nam đâu, thì cái hiệu quả không thể bằng được. Thì cái vị đỗ trọng bắc này là chúng ta dùng dễ, phơi khô vỏ của cây đỗ trọng, chúng ta sao lên. Thế thì đỗ trọng nó có cái tác dụng cực kỳ tốt chữa những trường hợp mà thoát vị đĩa đệm này, thoái cổ sống thắt lưng này, liệt dương này, di tinh này, tăng huyết áp này, an thai. Những cái vị thuốc mà tôi đã chia sẻ với các bạn ở trên ấy, như ba kích, hỏ tinh tử, đỗ trọng, lộc nhung, tất cả những vị thuốc này chúng ta có thể phối hợp với nhau, thuốc sắc, ngâm rượu thành cao. Nhưng các bạn phải nhớ một điều thế này này, không thể tự sử dụng được mà các bạn phải đi khám, phải có chẩn đoán và có điều trị do các bác sĩ đông y có kinh nghiệm. Tôi xin giới thiệu các bạn một cái địa chỉ mà các bạn có thể đến để được khám và tư vấn là phòng khám y học cổ truyền Tuệ Y Đường của chúng tôi, 166 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội, để các bạn được các bác sĩ có thể chia sẻ, tư vấn và điều trị kịp thời. Xin cảm ơn bạn.
Vâng, ngày hôm nay thì bác sĩ Nhật Minh đã gửi đến các bạn rất nhiều các vị thuốc bắc có tác dụng tốt đối với sức khỏe sinh sản. Còn rất nhiều các câu hỏi khác liên quan đến vấn đề phụ khoa, nam khoa, da liễu hay cơ xương khớp, các bạn hãy để lại bình luận ở dưới hoặc liên hệ qua số hotline 0789 503 555 để được giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại. Dạ vâng, cảm ơn chị.